Hạnh Ly từ BBC Tiếng Việt xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Facebook Live của chúng tôi được phát trực tiếp từ thủ đô Paris. Hôm nay ngồi bên Hạnh Ly đây là Manuel Panier, một nhà xã hội học người Pháp. Chúng tôi sẽ cùng trò chuyện về văn hóa cà phê Paris và với những cái trải nghiệm, kinh nghiệm vốn sống của mình. Qua rất là nhiều năm tại Việt Nam thì Manuel Panier cũng sẽ so sánh một chút với văn hóa cà phê tại Việt Nam. Xin mời Manuel, xin mời anh giới thiệu một chút về bản thân cho khán giả của BBC Tiếng Việt được biết ạ. Tôi tên là Manuel Panier, thì tôi là người Pháp, nghiên cứu về văn hóa xã hội Việt Nam, cũng ở Việt Nam là hơn 10 năm, mới về Pháp cách đây 1 năm, thì bây giờ là lại nhập vào văn hóa Pháp, và trước cũng đã nhập một phần của văn hóa Việt Nam. Xin hỏi anh Manuel là sau nhiều năm sống ở Việt Nam đó thì khi mà anh quay trở lại thành phố Paris, anh có thấy khác nhiều không ạ? Vì anh được biết là anh cũng là người Paris phải không ạ? Vâng, thì chắc là khác rất là nhiều. Thì thứ nhất là khí hậu thì không nói, môi trường thiên nhiên thì không nói, nhưng mà cái quan hệ con người, cách cư xử thì nó khác về nhiều việc. Và có thể là cái văn hóa cà phê cũng là một biểu tượng, thì được so sánh cái gì là giống nhau và cái gì khác nhau. Và cũng nhân đây cũng xin mời quý vị khán giả cùng trò chuyện với chúng tôi. Xin được mời quý vị đặt câu hỏi, bình luận về những câu chuyện cà phê hay là những câu chuyện xung quanh thủ đô Paris với chúng tôi ạ. Có lẽ là nhờ anh Manuel giới thiệu thêm một chút về cái khu vực mà chúng ta đang ngồi ở đây. Nó có tính biểu tượng như thế nào? Nó là ở đâu ở thủ đô Paris ạ? Rồi thì cái khu vực này là gọi là Beaubourg. Thì thứ nhất là Beaubourg là ở một phần của phố cổ Paris, thì gần đây là cầu sông Seine và cầu đúng là cái trung tâm cũ của Paris. Và bên chỗ này là có gọi là một cái trung tâm văn hóa mỹ thuật, Centre Georges Pompidou. Thì Georges Pompidou đúng là một cái tổng thống cũ của Pháp, và ông này là rất là quan tâm về mỹ thuật và về nghệ thuật. Thì cái trung tâm đấy thì nó rất là nổi tiếng vì về các việc là gọi là mỹ thuật đương đại. Vào đây cũng có một cái thư viện, thì các sinh viên, cả nhà nghiên cứu nữa là hay vào cái thư viện ở đấy. Thì ở đây là một nơi văn hóa rất là quan trọng. Ở chỗ này là một gọi là cái Fontaine Stravinsky. Fontaine là cái tháp phun nước. Stravinsky cũng là một cái nghệ sĩ, họa sĩ rất là nổi tiếng. Và bên đây nữa là có một cái nhà thờ gọi là Saint-Merry. Thì bên kia là có rất nhiều người là họa sĩ, là nghệ sĩ, là người ta thích vẽ tự nhiên, là nội chuyện về con người, là bán cái gì mà người ta vẽ. Thì cái chỗ này là đường phố, thì cái chỗ này là cũng là mang tính là rất là văn hóa và mỹ thuật của Paris. Đây có thể coi là một trong những cái khu vực tập trung đông, những tập trung và có cụm nhiều những cái hoạt động văn hóa và nghệ thuật của thủ đô Paris. Xin được hỏi nhà báo Võ Trung Dung đang đứng phía sau camera kia là đã có bình luận của khán giả chưa ạ? Đại đa số là khen anh nói tiếng Việt rất là giỏi, và thứ hai nữa là bạn nói là văn hóa cà phê Paris thật là một điều rất tuyệt. Vâng, vừa rồi thì Hạnh Ly cũng xin nhắc lại cái một số bình luận của quý vị khán giả có khai là tiếng Việt của Manuel rất là giỏi. Bạn Dũng Bùi ạ thì có nói rằng là trò chuyện về văn hóa cà phê thủ đô Paris cũng là một chủ đề rất là thú vị. Có lẽ là xin mời Manuel nói thêm một chút về cái văn hóa cà phê Paris ạ. Người Paris thường đi uống cà phê vào lúc nào và thường hẹn nhau ở quán cà phê hay là như thế nào ạ? Thì nếu muốn so sánh thì văn hóa cà phê Paris và Việt Nam thì đầu tiên là cũng có rất nhiều cái là giống nhau. Vì cà phê là một chỗ để thư giãn, để có thể buôn dơ lê, để nói chuyện với bạn bè. Thì chắc là cái gốc của cà phê tại Việt Nam cũng có khả năng là cũng liên quan đến thời Pháp ngày xưa ấy. Thì chắc là cũng có một cái nguồn gốc như nhau. Nhưng mà sau đó là vì hai văn hóa là nó khác, thì cách sử dụng của con người về cái văn hóa cà phê là nó đã thay đổi nhiều. Thì ở Paris là đi cà phê là nhiều người là đi vào buổi sáng và đi rất là nhanh, không phải là đi lâu và chơi và nghe nhạc là nói chuyện. Là buổi sáng là trước khi đi làm việc, có thể người ta sẽ uống một loại cà phê là espresso, và có thể người ta sẽ không ngồi trên bàn, người ta sẽ ngồi trên bar, cái comptoir ấy, quán bar, cho nên là vì cho nó rẻ hơn. Đấy, nó sẽ ngồi ở đây và đi cái comptoir, cái bar ấy, cái quầy bar là nó sẽ đắt hơn. Thôi là mình nhanh thôi thì mình có thể đứng uống cà phê là nó bày bầu nhanh xong thì đi làm.
thì cái này là một kết và một phần của văn hóa cà phê Paris. Và thứ hai là buổi trưa ăn cơm xong thì người ta là hay đi uống cà phê, mà cũng là không phải là để dành thời gian buôn rơi lên nói chuyện, cũng là sợ buồn ngủ quá. Ở Pháp là ít khi ngủ, làm việc xong lại khi ngủ, thì người ta là ăn cơm xong là uống cà phê cho nó là tỉnh táo. Thì hai loại uống cà phê như thế này là hơi cá nhân và nhanh. Và chắc là cũng có rất nhiều cách uống cà phê khác nhau, nhưng mà cái này là một phần quan trọng của uống cà phê tại văn hóa Paris. Và ở Hà Nội, theo kinh nghiệm của bản thân tôi ấy, thì lúc đi uống cà phê thì có thể sẽ dành nhiều thời gian hơn, có thể sẽ ngồi thoải mái. Và lấy một ví dụ, ở Hà Nội ấy, có cái cà phê gọi là cà phê phin, đúng không? Là cái rất từng rất một dần dần. Ở Pháp là espresso. Express là gì? Là nhanh. Thế nên là cái hai hình thức này là nó khác nhau, vì cái cà phê pha phin ấy mình phải ngồi phải chờ mấy phút thì mới uống được, mà nên là thư giãn thả lỏng. Đấy thì cái này là hơi khác về gọi là cái quan hệ thời gian thì khác nhau. Và một cà phê ở Paris thì cũng có mấy loại cà phê khác nhau, có espresso nè, có cà phê long là cà phê dài, cà phê ngắn, có cà phê sữa, có cappuccino, là có nhiều loại khác nhau. Phần lớn ở Hà Nội là lúc đi uống cà phê ấy, thì chỉ có mỗi một loại cà phê thôi, chỉ có mỗi cà phê sành điệu, sành chậu, có thể là cái cà phê hiện đại của Hà Nội, có nhiều loại khác nhau nhưng mà nó sẽ đắt. Nhưng mà cái cà phê phổ biến nó trên đường ấy thì nó là chỉ là một loại thôi, không phải là một cái sự đa dạng loại cà phê như Paris. Thì cái này là cũng khác nhiều. Và ví dụ ở Việt Nam ấy, người ta gọi là cà phê sữa, nhưng mà cà phê sữa là cái sữa là nó là gọi là cái gì, là sữa là công nghiệp ấy. Ở đây là nếu có cà phê sữa thì bắt buộc phải có sữa tươi, và cái sữa công nghiệp là nó có đường ấy. Thì ở Paris có rất nhiều người là không cho đường vào. Đấy thì nó là khác về cà phê là về như thế. Và có một cái nữa là cái này không biết là có phổ biến này không, nhưng mà anh nhớ là cái này cũng lâu rồi, có một chỗ ở phố cổ Hà Nội người ta có gọi là cà phê trứng. Thì cái này là đúng là người Hà Nội, người gốc Hà Nội mấy thế hệ gọi là đây, là đúng là kiểu văn hóa Hà Nội ngày xưa ấy. Cà phê trứng và uống cà phê cũng pha trứng nữa, và người tổng cái là cho nó khỏe. Ở Pháp người ta nghe cái đề là sợ, người ta không biết, không dám. Đấy thì cái các loại cà phê là nó sẽ khác nhiều. À, thế Manu thì thích cà phê nào? Ví dụ khi mà uống cà phê ở Hà Nội thì anh hay uống loại cà phê như thế nào? Nếu uống cà phê Hà Nội thì thích uống cà phê đá ở Paris thì cũng ít khi có. Ở Hà Nội là vì cái cà phê của Việt Nam ấy, ví dụ cà phê Bùn Mùi Tuột, là các cà phê mà được sản xuất tại Việt Nam ấy, nó là đậm, đắng hơn nhiều. Sau này là mình theo thói quen của người Pháp là hơi đắng quá, chỉ phải pha với một cái gì đó cho nó nhẹ hơn, là thêm nước nóng, là cho đá vào vì mình muốn cho nó mát. Thì cho đá vào là uống cà phê đá, là sữa đá, thì cái này là thích như thế. Và tôi là thích ngồi cà phê là trên vỉa hè, không thích là vào trong nhà, nhưng mà thích cà phê vỉa hè và thoải mái. Dạ, xin được mời bình luận của khán giả ạ. Có bạn là Hiền Du hay là Hiển Du gì đó thì có hỏi là cà phê vỉa hè ở Paris, ví dụ như những nơi mà chúng ta đang ngồi như thế này, thì có phải đóng phí hay không, hay là có bị đuổi hay không có bị dẹp hay không? Ví dụ như là có những một số quán cà phê ở Hà Nội khi mà tràn ra vỉa hè thì hay bị công an hay bị trật tự đi dẹp, đúng không ạ? Ở Paris là cái này là có quy định, có luật về cái đấy. Và ai là mở cà phê terrace ấy, là cà phê là có phần bên ngoài ấy, thì lúa thì mình không rõ, nhưng mà có một số mét là được phép, không cần đồng ký, và là đối diện cái chỗ của mình. Và nếu muốn mở rộng ở đây là rất là rộng, thì chắc chắn là người ta có thể phải thuê, là phải đồng ký và phải xin phép chính quyền. Và cái này là không bao giờ bị đuổi, không bao giờ là có chuyện là ô có quan đến thì mình phải trốn. Và ở Hà Nội thì chắc là bây giờ có quy định mới là người ta muốn dọn một tí, nhưng mà từ ngày xưa ở Hà Nội là cái cà phê phố cổ truyền thống thì có sợ gì đâu, vì người ta có sắp xếp trước rồi. À, thế khi mà chẳng hạn như mà trong thời gian có một cái có lẽ là ngoài cái câu chuyện về cách uống cà phê ra, thì phía sau đó, đứng phía sau câu chuyện về cách uống cà phê, cách sử dụng cà phê, thì nó còn là vấn đề văn hóa, vấn đề lối sống, cách sống, phải không ạ? Cái này là câu hỏi hơi rộng, nhưng mà thì nói về mặt văn hóa thì
Thứ nhất là uống cà phê ở Pháp là không phải là một chỗ là chỉ uống cà phê. Thì cái chỗ là mình gọi là cà phê thì có thể cũng gọi là bistro, à là bar tabac. Thì nó là có thể là nếu là bar tabac là người ta là bán cà phê và cũng là có thuốc lá và lúc nào là cũng phải có rượu. Ví dụ có bia tươi, à là có rượu vang đỏ, là các loại whisky, à là rượu nàng khác. Và cà phê nào là cũng có thể là ăn được. Có thể là anh tạm là có sandwich hay là cái gì đấy, là nó là nhà hàng nữa. Ví dụ tất cả cà phê ở đây không phải là chỉ cà phê thôi. Ở đây là nhà hàng, ở đây là ăn pizza, là ăn cái gì là kiểu nhà hàng bình thường. Thì cái, và khác với cà phê Hà Nội là nó là tên có là ví dụ cà phê sau ba là số bao nhiêu trong phố. Và ở đây là chỉ uống cà phê là sinh tố, là nước hoa quả thôi, không có cái khác. Và cà phê ở Paris là có thể là ăn trưa ở đây, là ăn tối ở đây, và sau đó là uống cà phê, là uống bia, là cái ý nghĩa của nó là rộng hơn, không phải là chỉ tập trung về cà phê. Và nếu nói về văn hóa nữa thì uống cà phê là có thể là cái này ở Việt Nam có thể là giống nhau, là đây là một, nếu buổi sáng nhanh, buổi trưa nhanh là một mình, nhưng mà uống chung đây là một chỗ giao lưu, một chỗ là sẽ tranh thủ nói chuyện, ví dụ về người yêu, à là về đối tác, à là về bạn bè, thì mình sẽ hẹn đi cà phê, có thể mình muốn nói chuyện một vấn đề nào đó, là muốn dành thời gian để tâm sự nhau, thì có ý nghĩa về việc giao lưu, về việc mối quan hệ con người. Là xin được mời bình luận của quý vị khán giả. Về chuyện bia thì anh Lê Nghĩa hỏi văn hóa bia của Pháp và văn hóa uống bia của Việt Nam có giống nhau với chị không? Thế là anh Lê Nghĩa, dạ, thì có hỏi là văn hóa uống bia, cách uống bia rồi văn hóa uống bia của Pháp và văn hóa uống bia, cách uống bia của Việt Nam thì có khác nhau hay không ạ? Cái này chắc là cũng là một câu chuyện thú vị phải không ạ? Đây là một câu hỏi rất là thú vị và cũng là hai văn hóa khác nhau ấy. Thì tôi vừa bảo là uống cà phê ở Pháp ấy, là cái chỗ uống cà phê là có thể ăn được. Nhưng mà lúc ở Pháp là ví dụ buổi chiều là buổi tối là mời đi uống bia ấy, thì phải là chỉ uống bia thôi, là uống rượu. Nhưng mà không phải là chuyện ăn, là uống bia giao lưu cho nó say say phê phê một tí. Ở Việt Nam ấy, đi uống bia là có thể là gọi là bia hơi là phổ biến nhất, là chắc chắn là sẽ ăn. Ít khi có chuyện là chỉ uống bia là thôi, ít nhất là ăn lạc, là ăn cái gì nhẹ nhẹ là mực. Và nhiều nhất là uống bia là sẽ ăn thịt, ăn rau, ăn nhiều thứ. Thì thứ nhất là khác về cái đấy. Ở Pháp là uống cà phê là chỗ ăn, và uống bia là chỉ là uống bia thôi, không ăn. Ở Việt Nam là uống bia là sẽ ăn, giao lưu. Và hơn nữa là đủ nhiều thứ khác nhau về việc uống bia. Là uống bia ở Pháp là chắc là có một số quán bar, không thể gọi là bia hơi. Bia hơi là người ta là chuyên gia về bia tươi. Ở Pháp là uống bia là nó là quán bar nói chung. Người ta uống bia là thứ nhất là nó sẽ đắt tiền hơn. Đi Paris nhất là Paris là thủ đô. Thì uống bia là không phải là ai cũng đi được. Là uống 3 bùn 5 bia thì phải sắp xếp chi phí trước. Có thể ở Hà Nội là có thể mà mình không phải là dân giàu, mà có thể đi bia hơi thì nó sẽ rẻ. Và có thể là tất cả các lớp xã hội có thể sẽ ngồi ở đây. Bên kia là có đại gia, bên kia là có người nghèo thì cũng khó. Thì ở Pháp là người nghèo thì chắc chắn là ít khi đi uống nhiều bia thì là ít hơn. Ví dụ một cốc bia, chẳng hạn một cốc bia ở Pháp, một cốc bia tươi chẳng hạn, hoặc là tạm gọi là bia hơi cho nó giống tiếng Việt dân dã, thì khoảng bao nhiêu tiền ạ? Nói chung thì khó vì cũng là tùy từng khu vực và loại bia và cái khu vực và cái loại cà phê. Ở đây là phố cổ Paris thì chắc là ít nhất là phải 3 bùn ơ một cốc bia đúng không? Vì tôi là người nghèo làm sao mà đi uống bia nhiều. Nhưng mà chắc là khoảng 4 euro ấy, 4 euro là thành bao nhiêu nhỉ, là hơn 100 nghìn ấy, một cốc bia ấy. Cho nên là nó sẽ đắt hơn. Xin được tiếp tục mời bình luận của quý vị ạ. Trần Tùng hỏi là bán cà phê vỉa hè như vậy làm sao mà giữ cho sạch sẽ? Vâng, bạn Trần Tùng có hỏi là bán cà phê vỉa hè như vậy thì làm sao mà giữ cho sạch sẽ? Là về chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ở Việt Nam hay là ở Pháp? Chắc là có lẽ là ở Pháp, ở Paris. Không, vì ở đây là vỉa hè, chỉ là ngồi vỉa hè thôi. Nhưng mà cái cà phê là nó có bên trong là có bếp, có quán bar, là người ta có điều kiện đầy đủ. Thì thứ nhất là không phải người ta nấu trên vỉa hè, người ta có chỗ bên trong. Thứ hai là cái luật vệ sinh ở Pháp là nó rất là chặt chẽ. Thì ai mở cà phê là thứ nhất là phải có điều kiện của bạn, phải đồng ký và sẽ có người kiểm tra kỹ. Và nếu nó bẩn bẩn là không sạch sẽ thì chắc chắn là sẽ không có khách và có thể là sẽ bị phạt nữa. Cho nên là đây là rất dễ để giữ gìn vệ sinh vì người ta có luật của nó, có ý thức của nó nữa và có chính quyền người ta kiểm tra nữa. Thì cho nên là, và nó cũng là một nền văn hóa. Thì ví dụ nếu bàn cà phê là nó là không sạch sẽ thì
thì người ta cảm giác là cái bản sắc của mình là không đúng, hay là cái cư xử của mình là không chuẩn. Cho nên là ở đây là không bao giờ lo về cái đấy. Nhưng mình chưa vào trong bếp của họ, cho nên là cái này là chắc là phần lớn là sạch sẽ, nhưng mà chắc chắn là nhà hàng nào là vào bên bếp thì có thể là cũng có con chuột thứ như thế. Nhưng mà người ta là ví dụ ở đây là không khác với Việt Nam như thế này. Ở Việt Nam là ăn lạc, là ăn cái gì đó, ăn xong là mình có thể vứt ở đây được, thì sau đó là có người quét. Ở Pháp là không có cái văn hóa như thế. Cả uốn thuốc các thứ là phải có gà tàn, là ăn cái gì là sẽ đều đây, ăn xong mình trốn và cái người dọn nhà thì sẽ dọn, nhưng mà ít khi bao giờ vứt ở dưới đất. Ở Việt Nam là cũng cứ vứt ở đây. Cả người nhân viên lúc dọn bàn ấy, người ta sẽ vứt hết trên đất xong chỉ sẽ quét, đúng không? Thì cái này là hơi khác một chút về cái đấy. Vâng, xin được mời tiếp tục mời bình luận ạ. Nguyễn Duy ạ, vâng. Có vẻ là anh sống ở Hà Nội phải không? Anh đã từng uống cà phê ở Sài Gòn chưa? Hai cái văn hóa cà phê Sài Gòn, Hà Nội khác nhau chỗ nào? Vâng, Nguyễn Duy có hỏi Manuel là có vẻ như là Manuel sống ở Hà Nội nhiều vậy không, và đã từng vào Sài Gòn chưa, có thể so sánh văn hóa Sài Gòn và Hà Nội, uống cà phê Hà Nội Sài Gòn hay không ạ? Thì vâng, đúng rồi, tôi là phần lớn là ở Hà Nội, cũng đi thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần, nhưng mà chắc là không biết nhiều về cái văn hóa cà phê thì so sánh thì hơi khó. Nhưng mà đầu tiên là có một cách khác hoàn toàn là cái ghế. Cái ghế ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, ở miền Nam nói chung là nó thoải mái hơn nhiều. Cái ghế là nó dài như thế này, là có chỗ là ngồi thoải mái nhẹ nhàng. Thì các cà phê ở Hà Nội là như là có cái ghế nhỏ nhỏ bằng plastic, hoặc cái ghế nó bình thường thôi, thì cái sự thoải mái là nó khác. Cái thứ hai là cái này là không biết là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có, nhưng mà ở miền Nam là người ta gọi là cà phê võng. Có biết không, người ta xếp một cái võng, thì cái này là ở miền Bắc thì người ta không có. Nhưng mà ở miền Nam là vì tôi cũng đi nghiên cứu ở miền Nam nhiều, vì ví dụ nghiên cứu xong chỉ buổi trưa ăn cơm xong là có võng mình ngủ ở đây thích quá. Thì ở miền Bắc thì mình không hiểu tại sao là dân miền Bắc là không có cái sự thoải mái như thế. Và cái thứ ba là đã để ý là cái tên của cà phê ở Hà Nội phần lớn là có thể là số trên phố là số bao nhiêu, hoặc tên cà phê là Dũng Thủy là tên của chủ nhà. Ở miền Nam là người ta sẽ tìm một tên nào đó là có thể là theo thờ, là có nghĩa, sau đó là ví dụ cà phê Diễm hay là cà phê, không phải là tên của người, không phải là số, nhưng mà là một cái cảm giác hay là một cái gì đó, là chỉ để ý là nó khác về cái đấy thôi. Xong thì cái văn hóa con người, cách tiếp cận cà phê thì không biết nhiều vì ít khi chơi với người ở thành phố Hồ Chí Minh. Phần lớn là đi bia, đi nhậu với người Hồ Chí Minh, ít khi đi cà phê. Vâng, xin được tiếp tục ạ. Phạm Trần Phúc Thịnh hỏi, cà phê Việt Nam uống là hay có trà đá? Ở đây tôi thấy quý vị tung ly nước lọc. Vâng, bạn Phạm Trần, xin được hỏi lại tên ạ. Dạ vâng, bạn Phạm Trần Phúc Thịnh thì có hỏi là ở Việt Nam thì nhiều khi đi uống cà phê còn có một cốc trà bên cạnh phải không ạ? Còn ở đây thì có lẽ là bạn thấy là chúng tôi đang có một ly nước cam này, cốc nước lọc và đây là hai ly espresso. Thì tại sao lại như vậy đúng không ạ? Em nghĩ là bạn ấy là chắc là cũng là nhà soi hỏi vì nhìn rất là kỹ, và cái này là một cái cũng là rất là quan trọng và khác hoàn toàn. Ở Pháp ấy, gọi cà phê thì phần lớn là sẽ có một cốc nước lọc, không cây gọi, tự nhiên là nhân viên sẽ cho. Vì chắc là theo cái gọi là cái thói quen hưởng vị, mùi vị của người Pháp là uống cà phê là hơi khát nước, thì sẽ uống nước lọc. Và chắc chắn là ở Hà Nội, miền Nam thì không biết, mà Hà Nội là có cái uống cà phê, uống trà ấy, trà xanh. Thì cái này có thể phải gọi thêm ấy, không phải là tự nhiên người ta sẽ mong đi theo. Có thể là trà đá, là cũng là trà không đá. Thì hay cái là tại sao là mình không thể trả lời là tại sao là khác về cái đấy, là cái là do cái thói quen văn hóa. Nhưng mà là đúng là ở Paris là gọi cà phê là tự nhiên sẽ có nước lọc. Và chắc là ở Hà Nội thứ nhất là nước lọc là không phải là giả robinet, cái là phải có nước lavie thì nó phải trả tiền. Nhưng mà cái trà xanh ấy thì cái này là gần miễn phí, chỉ là ít trà một chút. Thì có thể là cũng là khác về cái đấy. Nhưng mà có một cái chung là ai uống cà phê thì thích uống một cái gì đi theo. Và có một cái nữa là cái cà phê ở Việt Nam ấy thì gọi là nước hoa quả là sinh tố, ở Pháp là sinh tố thì không có đâu, là phải có quán bar là mới có sinh tố, mà đi cà phê bình thường thì sinh tố không có. Và các bạn người Tây là người Pháp thì đi Việt Nam uống sinh tố, xong về Pháp không có sinh tố người ta tiếc. Cho nên là đi cà phê Việt Nam không có nghĩa là chỉ uống cà phê thôi, có thể là sẽ gọi sinh tố là nước hoa quả,
Và cái này cũng là một cái đặc trưng là người nước ngoài thì rất thích, vì nó ngon và hoa quả nó tươi ấy. Thì cái này là cũng một nền văn hóa rất khác. Dạ, xin được tiếp tục ạ. Hột ốc Điện Biên. Ở cà phê anh thấy quán nào mà anh thích nhất? Ở Hà Nội. Dạ. Ở Paris hay ở Hà Nội ạ? Hà Nội. À, thế ạ, vâng. À, có một bạn hỏi anh Manuel là ở Hà Nội thì anh thấy quán nào là ấn tượng nhất đối với anh ạ? Chắc là mình không thể làm quảng cáo cho cà phê vì có lẽ là phức tạp, nhưng mà ở Hà Nội có hai loại cà phê là tôi thích nhất. Thứ nhất là người ta gọi là cà phê Trịnh Công Sơn ấy. Cái này là cũng có một, đúng không, em gọi là gì? Đúng rồi, thì người ta gọi là cà phê Trịnh. Thì cái này là ở phố cổ cũng có một số cà phê Trịnh, thì cái này là tôi rất thích. Thứ hai là ở Hà Nội tôi rất thích là cái loại cà phê là ngồi chén gác. Ví dụ ở Hoàn Kiếm có mấy loại cà phê, có một cà phê ở tên cà phê thì không nhớ, là không nhớ tên, nhưng mà là lúc đầu Hồng Gai là Hồng Bông trước, là không phải cái phố đấy, là cái phố đi Hồng Bông từ Hoàn Kiếm vào Hồng Bông, ở đây là Hồng Gai là Hồng gì ấy, ở đây là có một ngõ rất nhỏ, xong thì lên một cái hàng nào đó ở trên là có cà phê nó rất nhỏ, có rất nhiều tầng khác nhau, nhưng mà những Hoàn Kiếm vào đây là rất thoải mái. Và bây giờ cũng có một loại cà phê mới của là thế trẻ của Việt Nam gọi là Cong Cà Phê. Em biết Cong Cà Phê không? Cong Cà Phê thì cái cà phê đây một chuỗi. Thì cái này là cũng thấy thoải mái và cái không khí ở đây cũng hay. Bạn Muôn Trang. Muôn Trang, vâng. Anh thích vị cà phê của Pháp hay vị cà phê của Việt Nam? Vâng, bạn Muôn Trang có hỏi là Manuel thích vị cà phê của Pháp hay vị cà phê của Việt Nam? Thì lúc mới đến Việt Nam là không chịu được cà phê Việt Nam, nó đậm quá, đắng quá. Và dần dần là quen cà phê Việt Nam, thì bây giờ là chắc là ở Pháp ít dùng cà phê, Pháp nên là thích cà phê Việt Nam hơn. Nhưng mà vì tôi không phải là chuyên gia uống cà phê ấy, thì nhưng mà có khả năng là cái loại ví dụ cappuccino hay là espresso hay là các loại đặc biệt thì có thể là theo quan điểm của người Pháp nói chung là nó sẽ thích hơn nhiều. Dễ uống hơn đúng không ạ? Dễ uống hơn. Vâng, có lẽ chúng ta xin mời một vài bình luận nữa trước khi chúng tôi đi tới những cái phút cuối của chương trình ạ. Dạ, Thành Đô hỏi ạ. Quán cà phê ở đây ăn được thì bánh mì thịt của Việt Nam có phải là đi gốc từ bánh mì thịt từ Pháp về hay không? Tức là có bạn Thành Đô có hỏi rằng là ở đây quán cà phê mà có những cái đồ ăn được thì có cái món bánh mì kẹp thịt đó. Là sandwich, thì có liệu là cái bánh mì kẹp thịt ở Việt Nam có chịu ảnh hưởng từ bánh mì kẹp thịt ở Pháp hay không? Cái này chắc là cũng phải nghiên cứu tìm hiểu thêm thì mới trả lời rõ được không ạ? Anh thì thấy thế nào? Cái này thì anh không biết là gốc của cái bánh mì kẹp thịt ở Việt Nam thế nào, mà ở đây ăn được có sandwich đó là sandwich jambon hoặc là fromage ấy. Thì nhưng mà ăn ở đây không phải là chỉ ăn tạm thôi, ở đây là ăn là cũng là có thể ăn cá, ăn mì, ăn pizza, là ăn tất cả các loại như nhà hàng 100%, không phải là chỉ ăn sandwich. Vào Việt Nam thì cái sandwich kép thịt thì ở cà phê Việt bánh mì đúng không, là bánh mì kép thịt ấy, thì chắc là bánh mì thì nghe tên là có hiểu qua Pháp, nhưng mà chắc là bánh mì kép thịt thì ở Pháp thì không thể tìm được. Bây giờ có cả nhà hàng Việt Nam người ta bán gọi là bánh mì Việt Nam ấy, thì có thể là gốc của nó là Pháp, nhưng mà bây giờ là cái mùi vị của nó, cách làm của nó là thành Việt Nam rồi. Đấy, người ta thay đổi là kiểu của Việt Nam rồi. Vâng, có lẽ là xin được mời một bình luận nữa rồi chúng ta sẽ chuẩn bị kết thúc chương trình ạ. Bạn Phạm Anh Cường hỏi. Dạ, Phạm Anh Cường. Anh nói tiếng Việt giỏi như vậy thì anh học từ lâu. Học từ khi nào? Có một bạn Phạm Anh Cường thì có hỏi là Manuel nói tiếng Việt rất là giỏi như vậy thì học từ khi nào? Thì lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là 2005. Thì lúc bắt đầu đến Việt Nam thì không biết gì về tiếng Việt, chưa học cái gì cả. Và lúc đầu tiên là đi nghiên cứu về người Mường ở Hòa Bình ấy. Nhưng mà người Mường cũng nói tiếng Việt, nhưng mà nói chuyện với nhau là người ta nói tiếng Mường thì tiếng Việt thì vẫn kém. Chỉ học hai từ đầu tiên là uống rượu, từ thứ hai là tình cảm. Sau đó là quyết định là làm tiến sĩ tại Việt Nam, và lúc ấy là đã học ở Đại học Bách Khoa 2 năm. Học tiếng Việt là gọi là về lý thuyết. Nhưng mà nếu học tiếng Việt lý thuyết thì không bao giờ đủ. Thì đi học lý thuyết ở đại học và song song ấy, đi nghiên cứu làng xã và cũng trao đổi với người dân.
Và thứ ba là cũng đi buôn dơ lê, nói chuyện vỉa hè, đi uống trà đá, uống cà phê, là người ta gọi là cà phê chém gió. Thì muốn học tiếng Việt thì chắc là phải có quyển sách, là phải học lý thuyết, nhưng mà cũng phải nói chuyện tự nhiên và phải chém gió với nhau là mới nói chuyện được. Thì dần dần thì học tiếng Việt thôi. Thì cái này là chắc ở Việt Nam 10 năm thì cũng nghiên cứu về văn hóa. Cho nên là có cơ hội là tiến bộ tiếng Việt. Nhưng nói thật thì cũng thế là tiếng Việt của tôi rất là hạn chế. Và cái vốn từ thì vẫn kém. Viết được, đọc được, nhưng mà không thể viết một cách khoa học. Cho nên là vẫn phải học nhiều. Thì hy vọng sẽ quay lại Việt Nam nhiều lần để được nói chuyện buôn dưa lê với các bạn, để học thêm về tiếng Việt. Nhưng mà theo anh thì học, tức là cái tiếng Việt khi mà nếu mà so sánh với các ngôn ngữ khác ấy, thì anh thấy là nó có cái khó ở điểm nào đối với người nước ngoài khi mà học tiếng Việt ạ? Thì nói về người nước ngoài nói chung thì không biết, nhưng mà về người châu Âu ấy, vì là cách phát âm, cách dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi, thì cái này là bằng tiếng Pháp hay là tiếng châu Âu nói chung là không phân biệt dấu như thế. Thì cái khó nhất là không phải là ngữ pháp của tiếng Việt mà là cách phát âm. Thì chắc là nếu là người Trung Quốc hay là cả người Nhật Bản thì có thể là học sẽ nhanh hơn. Nhưng mà người châu Âu là về dấu, thành dấu ấy, thì nó sẽ khó về cái đấy. Và thứ hai là tiếng Việt là có tiếng bình thường nhưng mà cũng có tiếng lóng nhiều. Thì có thể là mình bắt đầu học tiếng Việt xong thì bọn nói chuyện về người, đi cà phê nói chuyện. Người Hà Nội người ta sẽ nói chuyện với nhau thì nhiều từ thì mình hiểu cái từ đấy, nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì cho chắc là hiểu. Có lẽ là một câu hỏi rất là nhanh cuối cùng của Hạnh Ly dành cho Manuel về cái nghiên cứu của anh, mà có lẽ là nhờ anh giải thích ngắn gọn một chút, mà cái nghiên cứu mà tôi thấy rất thú vị đó là cái câu chuyện về việc có đi có lại trong cái mối quan hệ làng xã ở Việt Nam đó. Thì có thể nhờ anh nói rất là ngắn gọn thôi với độc giả của BBC tiếng Việt được không ạ? Thì đấy, vừa rồi thì anh nói chuyện về cái tình cảm. Thì lúc đến Việt Nam là thấy một có cái gì khác về Pháp là cách thể hiện tình cảm. Nhưng mà tình cảm cũng có nghĩa là quý nhau, là giúp đỡ nhau. Nhưng mà cũng tình cảm cũng có thể là lợi dụng nhau ấy. Và lúc muốn tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ thì cảm giác là có một cái là cái việc là mừng. Ví dụ có đám cưới là sẽ mừng, có đám ma sẽ phung viếng, là có một cái việc gì thì có người xung quanh người ta sẽ giúp bằng tiền hay là bằng cái khác. Và cái này là giúp đi thì phải giúp lại, có một cái tuồng hỗ rất là đặc biệt. Thì ở Pháp thì chắc là cũng có một số hình thức là giống như thế, nhưng mà không phải là format ấy, không phải là rõ ràng như Việt Nam. Ví dụ Việt Nam người ta ghi số, nhưng mà phải nhớ là đã được nhận bao nhiêu thì phải đi như thế, cả phải thêm nữa. Thì cái này là thấy rất là thú vị, vì thứ nhất là một cách để sắp xếp một quan hệ. Và nó là ví dụ là cần có tình cảm, là cần gần nhau, là phải đi nhiều tiền hơn. Và nếu muốn tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam là có thể là sẽ dựa trên cái việc giúp đỡ nhau, là có đi có lại, là mừng nhau để tìm hiểu một chút về quan hệ. Và cũng là nếu muốn tìm hiểu về cái sự thay đổi về xã hội văn hóa Việt Nam ấy, có thể là nghiên cứu về cái hệ thống có đi có lại. Và nó cũng đã thay đổi nhiều. Ví dụ ngày xưa là người ta giúp bằng gạo, bằng rượu, và giờ là người ta giúp bằng tiền. Tại sao vì cái Việt Nam là nó thay đổi, bây giờ là Việt Nam là có thị trường phát triển, thì bây giờ là người ta cần cái gì là cần tiền nhiều hơn. Thì có thể là đấy, thì nó đã thay đổi thế nào là nó là có thể phản ứng cái sự thay đổi của xã hội văn hóa Việt Nam. Tại sao lại chọn chủ đề này mà không phải những cái chủ đề nào khác ạ? Thì cái này là duyên. Thì lúc đầu tiên là vào làng xã thì mình nghiên cứu về cái mạng gọi là mạng lưới xã hội. Nhưng mà nghiên cứu về mạng lưới xã hội thì nó rất là rộng. Và lúc đầu tiên là không có ý định là nghiên cứu về cái việc có đi có lại. Nhưng mà lúc tham gia cái cuộc sống mà hàng ngày của người dân ở đây là tuần nào cũng có việc lớn, tuần nào cũng có việc giao lưu. Và lúc giao lưu lúc nào là có người giúp đỡ, có người mừng, hoặc người ta là đây là mùa đám cưới, bây giờ phải đi bao nhiêu đám cưới người ta lo. Vì thế là cuộc sống hàng ngày của người dân ấy, người ta rất lo về cái đây, là rất nghĩ về cái đây, là rất quan tâm về cái đấy. Và chúa thấy ai nghiên cứu sâu về cái đấy, cho nên là mình đã quyết định là ok, mình tìm hiểu về mối quan hệ, sẽ tìm hiểu về cái đấy. Cho nên là nó có duyên với tôi vì tôi không quyết định trước. Vâng, có lẽ là xin mời bình luận cuối cùng ạ. Bạn Ngọc hỏi một cái câu là Việt Nam có cà phê ơm. Vâng, một bạn tên là bạn Ngọc ạ. Ở Việt Nam thì có hỏi là ở Việt Nam có cà phê ôm. Thế anh có biết về cà phê ôm hay không, và anh đã thử bao giờ chưa ạ? Thì cà phê ôm thì cũng nghe nói nhiều, cũng xem một cái loại cà phê người ta thấy tại sao là có chỗ là phải giấu như thế này. Nhưng mà chưa thử bao giờ.
nhưng mà cũng đi cà phê và ôm người thì cũng có, nhưng mà cái này không phải là cà phê ôm, là tự nhiên là quy người thì ôm, nhưng mà cà phê ôm thì nghe nói thôi nhưng mà chưa thử. Vâng, rất cảm ơn sự quan tâm, chú ý và sự theo dõi của quý vị khán giả cho chương trình Facebook Live của chúng ta ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn Manuel Tanier rất là nhiều đã tham gia cùng với khán giả của BBC Tiếng Việt. Hạnh Ly xin chào tạm biệt và quý vị nhớ vào trang web của chúng tôi để xem những tin tức thời sự quốc tế cũng như là thời sự Việt Nam mới nhất. Hạnh Ly xin chào tạm biệt.